Đang làm gì đó Phê? Em đang chữa đề cương. Ủa nãy mẹ dặn gì cái đàn này? Ui mẹ có dặn. Phê. Dạ. Mày phải hỏi này coi. Hỏi cái đàn của con nè. Cái cục này cục Avatar đúng không? Phải luôn cục này hay là mình mua cái đầu hít này? Thì không biết. Không biết luôn hả? Còn đầu dây của nó nè con. Ba bước gắn nhau. Ủa như là cái này nó bị xúc ra thôi. Như ba bước gắn nhau. Mở ra gắn vô thôi. Ba bước gắn được. Con hỏi mẹ coi là cái đồ mà cái gì tôi viết á. Cái gì tôi viết á? Cái gì tôi viết á? Mẹ có biết để đâu không? Gọi điện cho mẹ coi. Thuê bao quý khách vừa gọi. Rồi cạc máy luôn rồi. À, cái này trong cái đồ để xe đạp của ba. Gì ba? Tất cả cái dụng cụ đều vô trong đây hết nè. Lại phụ ba coi. Hồi xưa thật ra trường là có dạy mấy cái này hết rồi con. Ba biết cái nào là dương, cái nào là âm không? Thì... Ủa có dương âm đó hả? Cục dương cục âm. Ủa ở trong trường có học điện chưa? Ê chưa. Chưa học điện luôn hả? Học âm tay kế đi, vô kế rồi. Cái đàn này là bao nhiêu rồi? Cái đàn này là bao nhiêu rồi? Sao không biết? Phải có bộ đôi chứ. Ba ngày xưa là dốc điện không còn ơi. Xưa là dốc điện không còn ơi. Nè con giờ ba là con xỏ vô cái đầu này ha, lát nữa con làm bên này cho ba nha. Ông đây nè. Rồi con làm đi. Xíu vô. Nên nó hở được không? Cứ xíu vô, cứ xíu vô. Con để móng tay làm chi hết chưa? Từ từ thôi. Cẩn thận nghe chưa, nó nhọn nè. Rồi. Rút nó lên. Cẩn thận nó giật thử nha. Ô được. Được không? Ô ô. Yeah. 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 Mình đâu đó nó vụng về con. Cố gắng là được thôi. Thử cái đàn này cho ba. Cái bài gì mà con đang đập. Ảnh đi. Ba đâu cần nghe đi gì nữa. Con không biết đâu. Thôi đánh đại đi. Thôi. Đánh mấy cái bài đó đi. Tập sao bữa tập con, sao đánh con lại. Con có tập bài gì đâu. Có tập mấy bài trước á. Con không có tập. Cô quên nữa rồi. Cô quên nữa rồi. Bây giờ con muốn đàn gì con đàn đi. Bây giờ con muốn đàn gì con đàn đi. Con muốn đàn gì con đàn đi. Cái tật của con là mau nản lắm, không có gì mà dễ thành hết trơn hết. Coi bây giờ bà con làm lại cái đoạn đó 10 lần. Lần thứ nhất tập trung vô. Chậm hay không cần nhanh. Tập trung vô. Từ từ thôi, đúng rồi mà chính xác. Tăng 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 tăng. Tăng 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 tăng. Tăng tăng tăng. Tăng tăng tăng. Tăng 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 tăng. Tăng tốc từng. Tăng tăng tăng. Tăng tăng tăng. Tăng tăng tăng. Tăng 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 tăng. Tăng 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 tăng. Nhanh lên. Thấy chưa? Vậy mà nó làm không được. Quên. Chưa cái gì hết mà nản rồi.
con không có tự tin về bản thân để của mình á. Coi duy nhất được đó thôi đó. Tại sao nãy bà hỏi con nói là con không nhớ, con không biết, không biết, không biết. Mà bây giờ con đánh một đoạn dài vậy luôn á. Con là ba mới. Con không có tự tin về bản thân của mình. Con không có tự tin về bản thân của mình. Trời, con giỏi lắm Phê. Con giỏi hơn ba, ba không có đàn được như vậy. Rồi bây giờ mình thả một chút hồn mình vô đi. Nhắm mắt lại trên, nhắm mắt lại trên, nhắm mắt lại trên. Sai chỗ đó lại. Con phải nhìn. Rồi con phải nhìn thì con nhìn đi. Rồi cái chỗ vừa rồi con mắc lỗi con làm chậm lại. Rồi. Con làm được nha Phê. Con đừng có bao giờ con nghĩ con không làm được nha. Tại sao chơi game cả ngày được mà ngồi đánh đàn chút xíu hả? Không được đó nghe. Nói. Không biết hả? Tại sao?